Hello, xin chào các bạn đến với kênh của Phong Lê và Góc Núi. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem cái vườn na Thái của mình. Thì cái vườn na Thái của mình hiện tại là bây giờ là mình cắt nhánh với lại ép cho nó ra ra hoa để mình bán trái dịp Tết á. Tính tới thì thời điểm hiện tại thì mình cũng được chắc cỡ trên trên 40 ngày. Thì mình thấy những cái ngày vừa rồi đó, ở cái vùng của mình đó là mưa mưa cực kỳ mưa mưa cả ngày cả đêm, mưa rất là lớn, mưa dầm đó. Thì cái vườn na của mình nó cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà có một số trái nó vẫn đậu trái, đậu trái. Để mình quay mình lấy nét ánh sáng cho các bạn. Đậu trái, đây là dấu hiệu đậu trái các bạn đó. Đây là trái, đây chắc chắn chỉ là đậu. Một nhánh như vậy thì nó cũng khoảng B đến 4 trái đậu thì tương đối. Đây nữa nè các bạn. Đó. Đây nữa nè các bạn. Đó. Cái vườn na của mình thì nó cũng rụng bông té là nhiều do ảnh hưởng của mưa. Mình tích cực xịt thuốc kháng khuẩn nấm. Đây có những cái bông rụng này bạn. Đây này bạn, rụng này, nấm này, mưa nhiều này. Rụng. Cũng rụng khá là nhiều. Đây đâu nè bạn. Đây là dấu hiệu đậu này. Đây nữa nè bạn, một nhánh của nó này. Một nhánh của nó này. Trái này có dấu hiệu đậu này. Về trái đây có dấu hiệu đậu này các bạn. Trái này nữa nè các bạn. Thì mình thấy cái cách thức của mình làm kích cho cây ra hoa, với lại mình sử dụng các loại thuốc phân để cho nó đậu trái, để cho nó ra hoa nhiều, thì mình thấy nó cũng ok đó các bạn. Có những cái bông rất là to. Những cái bông rất là to mà cái cuống bông nó ngắn, nó mập. Nó mập thì chắc chắn nó sẽ đậu rồi. Những cái đó là dấu hiệu đậu đó bạn, nhưng cái đó là chắc chắn là nó sẽ tầm khoảng 70 đến 80% là đã đậu trái rồi đó. Như cái này là cỡ này với cỡ này chắc chắc chắn là mình có tầm khoảng 70 đến 80% là tỷ lệ đậu là chắc chắn rồi đó. Mình cũng ít có thời gian chăm sóc, tại vì mình cũng phải đi làm việc nữa mà. Nên cái này, cái vườn na của mình thì mình cũng có được trong những cái ngày nghỉ thôi. Đây. Những cái bông này xòe ra luôn, chắc là nắng. Nếu mà nắng vài ngày nữa thì mặt ngay. Thì mình mới có cơ hội, cái vườn này của mình mới có cơ hội đậu trái nhiều. Các bạn. Mình chỉ quay sơ lược cái khu vườn của mình cho các bạn xem.
mình là từ đây tiếp qua bên kia luôn nha mà. Đó, mấy cái nhỏ nhỏ là lè lè cái vườn của nhà mình đó, tiếp bên kia. Còn trên này thì cũng đi qua tiếp bên kia luôn, cũng từ đây qua bên kia tầm khoảng đồ này qua bên kia chắc 200 m từ đây qua bên kia. Còn đây mình lên tiếp trong kia luôn, còn đất của đó đây tiếp trên kia cũng khá nha. Mình trồng tới cây na thái này của mình trồng thì tầm khoảng 600 cây các bạn. Nhưng mà đợt cho cây cho lê trái đợt này thì mình chỉ có làm khoảng 70 cây thôi. Tại vì 70 cây đầu tiên. 70 cây đầu tiên mình làm. Còn cái cây mà 1 năm tuổi thì mình trồng sau này mới có được 1 năm tuổi thôi mà. Mình trồng sau này. Đây bọn này. Lấy bông một chùm dưới đây thôi, giờ cô không biết sao luôn.
cái này quýt như mình mấy bạn, trái sai cực kỳ, tiểu quẻ luôn, không chăm sóc không gì, cực kỳ ngọt. Cái vùng đất của mình đây là vùng đất nó chịu ngọt, chịu cái cây có muối. Video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Nếu các bạn muốn yêu thích mình thì xem mình thì hãy đăng ký kênh của mình để có những, để làm cái động lực cho mình ra những cái video tiếp theo. Xin chào.